yêu mến và hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Chúng tôi là những EOS Việt Nam, những người bạn mãi mãi của Super Junior. Và sắp tới đây, ngày 27 tháng 3, chúng tôi đang rất hạnh phúc được chào đón nhóm nhạc mà chúng tôi đã mong đợi bấy lâu nay đến với Hà Nội. Và mọi người ở đây có thể thể hiện được cái niềm vui sướng khi mà chúng ta nhận được tin các anh yêu chúng ta đến với Việt Nam không ạ? Chúng ta hãy cùng lấy lại sức lực bằng cách hô khẩu hiệu của Super Junior nhé. 우리는 Super Junior!